Xin chào các bạn, hôm nay là mùng 6 tháng 1 năm 2021. Thì giá hàng nó hơi ít thì dạo này tôi sưu tầm ít kiếm. Hôm nay thì kiếm thì đang là một chậu rửa trồng. Bây giờ tôi tách ra chắc là cái này được ba bụi. Thì bạn nào sưu tầm thì sưu tầm, bởi vì cái này nó không phải kiếm nó hội mà cũng không phải kiếm thiên vũ hay thiên vũ đâu. Còn đây thì tôi cũng mới trồng một cái chậu bi xanh. Chậu bi xanh cái củ này tôi mua là 2 triệu này. Tôi trồng cái, còn đây là cái kiếm lùn con tum thì đợt tôi trồng cho đất nó không lên này, hôm nay tôi trồng cái chậu này. Kiếm lùn con tum. Trồng cho đất nó khô quắt, khô keo này. Còn đây là cái kiếm ấy này, bây giờ tôi tách ra thì tất nhiên là tách ra hai ba cái để tôi trồng. Thì bạn nào quan tâm thì có thể lấy một vài cái củ này với cái kiếm này đấy, thì tôi chuyển ra video chuyển ra camera sau đấy. Thì các bạn, thì kiếm thì tôi mua vào cái chậu này, chả biết trồng có được không. Dạo này trồng ít kiếm vì giả hạt, dạo này giả hạt rừng nó cũng ít rồi. Đấy thì đây tôi trồng kiếm bi xanh hoa vàng. Kiếm này là kiếm của con tôm này. Các bạn này, củ rất to. Củ này là tôi mua là 2 triệu, tôi về tôi trồng ở đây. Thì chờ sang năm nó sổ hoa. Cái này nó có đang cái mầm có con đây rồi. Đấy. Còn đây là cái kiếm lùn con tôm bữa trước tôi trồng cho đất, nhưng mà nó cái kiếm này trồng đất không được. Cái này phải chọn giả hạn như vỏ thông sơ dừa mới một ít cái gì dạng như nếu như hơi sỏi tí, hoặc là cái xỉ than thì ít đấy, hình như trồng thế là nó tốt này. Xong bỏ phân lên, cái này các bạn thấy lá nó quắt hết này. Kiếm lùn, cái này là kiếm lùn của đắc côi, kiếm rừng đắc nây. Thì tôi cắt tôi trồng thì tôi cũng cứ đưa lên đây. Đấy, người ta đồng bào người ta trồng kiếm rừng, kiếm này của đắc nây này, như các bạn thấy cái thân hoa của nó cứng nó dài này. Cái này không phải kiếm nô hội mà cũng không phải kiếm thiên vũ thì cũng chả biết kiếm gì, tức là kiếm của rừng đắc nây. Thì bây giờ tôi nhổ nó ra. Cái thân của nó, thân hoa nó dài chọc lên đây. Tức là cái này người trồng ở đây, người ta xếp vào đây để trồng đất gì đâu. Đấy. Xếp gá vào đây nhá. Đấy. Đấy thì các bạn, cái này người ta ấy, cái này tôi tách đôi. Ui, cứng đấy. Đấy, cắt. Mùa này, mùa trồng lan là bắt đầu chuẩn này. Đấy các bạn, thì tôi đã tách ra làm ba cái này. Cái này nó có bốn cái thân này. Hình một này là 200. Cái này nó dài, cái lá dài của nó khoảng 3 gang khoảng 60 cm đấy. Đấy, cái một này là có bốn thân này, 200.000. Cái thứ hai có hai thân, củ rất to. Đây này, cái cẳng hoa của nó dài này. Thì cái kiếm này cứ gọi kiếm đắc nây chứ tôi cũng chả. Người ta bảo hoa vàng và lưỡi tím, lưỡi hồng đấy. Nhưng mà tôi không biết về cái hoa nào thì không ấy, thì tôi trồng chờ sổ hoa thôi. Như cái này, cái lá nó dài như củ khá đẹp nữa các bạn. Đây là người ta đang trồng, người ta cho vào cái kia, người ta để gá. Cái hình số 2 là 150.000 hai cái này. Hình số 3 nó có cả cây cẩm cù đấy. Hình số 3 này là 200.000. Hình như nó có bốn thân này. Một cái lá này nó bị gãy này. Nếu chắc nó chả được gì đâu. Cái này bây giờ trồng lên là cái này cứ tách về, tách cái củ này nó sẽ đẻ ra mầm chắc nhanh thôi. Đấy,
Thì kiếm là kiếm của vùng Đắk Lây, Kon Tum. Đấy, các bạn nào sưu tầm thế, cái hình số 3 này là 200.000. Đấy, hình số 1 là 200, hình số 2 là 150, hình số 3 là 200. Đấy, các bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207. Đấy, video này tôi làm đây kết thúc, và xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.